Thực tế quá trình phun chế phẩm Super BT của mình kết hợp với đường trắng và mật mía thì sau khoảng 2 tiếng thì rất là nhiều ruồi vàng nó đã chết ở chỗ này. Thì trong số những con ruồi chết này thì sẽ bao gồm cả ruồi đực và ruồi cái. Ruồi đực thì nó sẽ tròn ở đấy. Và ruồi cái là con nó có mạng đẻ ở phía đằng sau. Thì các bạn có thể test bằng cách là phun chế phẩm lên một điểm bất kỳ trên cây và để ở dưới một cái tấm để nó hững cả cái con ruồi xuống rơi xuống thì mình có thể quan sát. Thì ngoài ruồi thì cả cái loài côn trùng khác như bọ xịt muỗi hay là ruồi khác thì nó đều chết đây. Bọ xịt muỗi này. Đấy. Ruồi sau 2 tiếng thì nó đã trong một cái vùng rất là nhỏ thế đó có khoảng chục con chết. Xin chào toàn thể các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn đến các bạn là cách tiêu diệt ruồi vàng trong vườn cây ăn quả cũng như vườn rau bằng chế phẩm sinh học Super BT này. Thì đầu tiên là các bạn đặt chế phẩm này, cái đường các bạn đặt ở đường link mình gắn ở phần mô tả thì link nó sẽ dẫn tới Shopee và các bạn có thể đặt được cái chế phẩm này. Sau khi đặt chế phẩm này thì về thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách sử dụng chế phẩm này như sau. Chế phẩm này thì có công dụng là diệt các cái loài bò và côn trùng. Nó là chế phẩm sinh học nên là hoàn toàn là không độc hại với con người. Và sau khi mua chế phẩm về thì mình sẽ mở ra thì bên trong nó sẽ có một cái gói như thế này, dưới dạng sủi này. Dưới dạng sủi thì mình chỉ cần lấy một lượng rất là nhỏ này. Cũng tùy theo nhu cầu sử dụng mà lấy nhiều hay ít. Thì mình phá bao bình 2 lít thì chỉ sử dụng một lượng nhỏ thế này hoặc nhỏ hơn cũng được. Và sau khi lấy một phần nhỏ thế này thì mình sẽ gói kín phần còn lại. Sau khi gói kín thì có thể là bảo quản được thêm khoảng 10 ngày, 10 đến 15 ngày. Và lấy một phần nhỏ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách phá chế phẩm để làm tiêu diệt ruồi vàng. Một lượng nó chỉ cần một lượng rất là nhỏ bởi vì một viên này có thể phá đến 200 lít nước. Thì mình sử dụng một lượng nhỏ thì nó cũng không cố định là bao nhiêu. Thì đấy là mình lấy tạm từng này. Mình bỏ vào cái lò 2 lít này. Sau đó thì mình sử dụng một ít đường. Cũng có thể thái bằng như chỗ mình thì dùng mật mía này. Hoặc thậm chí các bạn có thể dùng là mật ong. Và mình sẽ phá vào đấy khoảng 100 ml. Đấy. Đấy, nó đang sủi này. 100 ml. Các bạn phá nếu mà đường thì khoảng 50 g. Để làm sao mà chế phẩm này nó có được cái độ ngọt. Con ruồi vàng nó rất là thích ngọt. Và sau khi bỏ chế phẩm này và cộng thêm mật mía hoặc là đường, cũng có thể là mật ong. Với liều lượng như trên thì mình sẽ đổ nước vào cho đây. Như vậy là mình đã hoàn thành chế phẩm và bây giờ thì mình có thể phun lên cây. Các bạn lưu ý là phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát và định kỳ thì 1 đến 3 ngày một lần tùy theo là thời tiết mưa hay nắng. Nếu nắng thì có thể chế phẩm này nó có hiệu lực được khoảng 2-3 ngày, còn mưa thì mình phải phun lại. Các bạn lưu ý là phun sáng sớm hoặc chiều mát và phun mặt dưới của lá này. Có thể phun lên bất cứ đâu, không nhất thiết là phải phun lên cây ăn quả cũng như cây rau. Ví dụ đây là cây bưởi và đây là cây ổi không có quả này, mình có thể phun lên cây ổi đây, thậm chí mình phun dưới cỏ nó cũng ăn. Và sau mình phun buổi sáng sớm hoặc chiều mà thì sau khi mình phun thì con ruồi vàng nó sẽ đến ăn và nó sẽ chết. Các bạn có thể kiểm chứng bằng cách là trải một tấm phun vào chỗ có nhiều ruồi vàng và trải một cái tấm ni lông ở phía dưới để có thể
thấy cái ruồi chết. Và đặc biệt là chế phẩm này có thể tiêu diệt được cả ruồi đực và ruồi cái. Đặc biệt là ruồi cái nó chết rất là nhiều. Không như những cách làm khác là nó chỉ tiêu diệt được con đực. Thì với cách này là cả đực cả cái và cả bọ xịt muỗi nó đều chết. Đây là vườn bí đỏ của mình này. Và cách phun thì nó cũng giống như những cái khác thôi. Mình phun cố gắng là phun vào mặt dưới lá. Đấy, một lát là nó sẽ đến ăn và nó chết. Nó sẽ không chích được vào quả bí đỏ của mình nữa. Hoặc thậm chí nếu mình không thích vào phun vào bí đỏ thì mình có thể phun lên cả cái cây khác giống như cây ổi này, không có quả này. Đấy. Và các bạn có thể phun theo kiểu là chu vi của vườn. Đây, mình phun lên cả cái cỏ này này. Đấy. Thì những cái con ruồi vàng ở nơi khác đến nó sẽ bị hấp dẫn bởi cái mùi này và nó ăn và nó chết. Cuối video thì mình sẽ chen vào cái phần gọi là mình sẽ quay cái cảnh con ruồi vàng nó đang ăn cái chế phẩm này. Thì thực tế là cái chế phẩm này mình đã sử dụng tại nhà vườn rất là nhiều năm và đặc biệt hiệu quả đối với con ruồi vàng. Vì với cách làm như vậy thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là nếu các bạn chịu khó làm được 1 đến 2 ngày một lần, cứ chịu khó đi bả ruồi vàng thì nó sẽ không có ruồi vàng ở trong vườn. Bởi vì là có con nào là nó ăn nó chết hết con đấy. Thì đến đây là mình cũng xin được kết thúc video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nếu thấy video hữu ích thì có thể là cho mình một nút like, một nút đăng ký. Thì để mình có thể là có động lực để tạo ra những cái video chất lượng hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi mình phun chế phẩm vào dưới mặt lạ thì ruồi vàng nó tập trung ăn này. Đã khẩu là ruồi cái nha. Đây. Đấy. Đây một lớp luôn này. Đấy, rồi cãi đấy. To. Đây là cái mượp.